Chào các bác nhé, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác chiếc Toyota Vios phiên bản 1.5e số tự động nhé. Bản này thì đang có mức giá niêm yết là 531 triệu, được tặng bảo hiểm thân vỏ 10 triệu, một gói kính cách nhiệt, cam hành trình trị giá khoảng 10 triệu nữa. Với phiên bản này thì anh em có mức giá lăn bánh thời điểm hiện tại sau khi trừ ưu đãi thì nó sẽ còn là 530 triệu nhé. Đấy, rất là thấp và rất là rẻ. Bản này là màu trắng thường 040. Xe sẽ có thêm một màu trắng nữa là màu trắng ngọc trai là 089. Đây, mình sẽ so sánh cho anh em cái màu trắng thường. Ở đây, bản E này là màu trắng thường này, còn cái bản Antit mà lái thử này thì là trắng ngọc trai. Anh em sẽ thấy là có một sự khác biệt rất lớn về màu trắng ngọc trai và trắng thường. Trắng ngọc trai thì nó sáng hơn rất nhiều và nhìn nó nổi bật hơn so với màu trắng thường. Trắng ngọc trai đắt hơn 8 triệu anh em nhé. Và ví dụ với cái màu trắng ngọc trai ấy, mình sẽ... Đây, nó có thêm một cái lớp sơn nữa. Đây, để tăng thêm cái độ phản xạ ánh sáng. Đấy, khi mà màu trắng ngọc trai mà mình nhìn kỹ ấy, thì nó có một cái độ phản xạ ánh sáng nhìn nó rất là đẹp. Màu trắng thường thì nó sẽ không có nhá. Anh em mà so ánh sáng vào màu trắng thường là không có. Có nghĩa là màu trắng ngọc trai ấy, thì nó có thêm một cái lớp giống như một cái lớp nhũ của cái sơn móng tay của chị em ấy. Đấy. Về nội thất nhá. Nội thất thì tất cả bản Vios thì về nội thất thì tất cả phiên bản Vios, bản E thì đều là nội thất màu be. Ghế thì là màu be kem rất là sạch. Đấy, màu này nó sẽ hơi tối này, nó không sáng như màu kem của Camry. Đấy. Đây là nội thất này. Đấy, chìa thì vẫn là chìa cơ. Con này có 3 túi khí này. Màn hình thì là màn hình Toyota 7 inch, kết nối được Apple CarPlay, Android Auto. Điều hòa vẫn điều hòa cơ anh em nhé. Con này là điều hòa hai chiều nóng lạnh này. Hộp số tự động vô cấp. Máy 1.5. 3 túi khí, có cân bằng điện tử chống lật này. Hỗ trợ chống trôi khi mà đi lên dốc này. Đấy, đây là những cái an toàn rất là cơ bản của Vios. Đây, bản này thì trang bị phanh đĩa 4 bánh nhá. Mâm đúc phay xước, mâm đúc hợp kim 15 inch. Đấy. Cụm đèn trước thì anh em sẽ có một cụm đèn halogen. Đây, cụm đèn trước thì anh em có một cụm đèn halogen. Đấy, và đèn gầm là đèn LED nhá.